Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Và Thúy Huyền rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xuất tinh sớm xuất hiện rất nhiều ở nam giới, nhưng rất ít người hiểu đúng về nó. Chính vì thế, dẫn đến rất nhiều những suy nghĩ sai lầm, lệch lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm sinh lý nam giới. Và ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Thành Luân đã nhận lời mời của chương trình và có mặt tại đây và cùng với chương trình tìm hiểu những thông tin quý báu về chủ đề này cho khán giả của chương trình. Vâng, xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời của chương trình và có mặt tại đây ngày hôm nay. Chào MC Thúy Miền cũng như là gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Tuần vừa rồi thì chương trình đã nhận được một câu hỏi của vị khán giả Trần Đăng Minh, 30 tuổi, sống tại thành phố Bắc Ninh. Tôi thường xuyên quan hệ với bạn gái, nhưng 3 lần gần đây, khi bạn gái chưa được thỏa mãn thì tôi đã xuất tinh. Bạn gái nói tôi đã bị xuất tinh sớm khiến tâm lý tôi luôn tự ti. Vấn đề này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quan hệ của tôi và bạn gái, thậm chí là cả cuộc sống và công việc. Xin hỏi chương trình là bạn gái tôi coi tôi như thế là bị xuất tinh sớm có đúng hay không ạ? Xin cảm ơn anh Minh cùng với thông tin câu hỏi đến từ MC Thúy Miền. Rõ ràng đây là một cái vấn đề mà rất là nhiều anh nam giới quan tâm khi mà bị bạn tình của mình có thể là một lời chê trách thôi, chê trách yêu thôi là anh bị xuất tinh sớm đấy. Thì người ta có một cái thắc mắc là không phải như vậy thì có đúng là xuất tinh sớm hay không? Thì cũng xin chia sẻ với vị khán giả của chúng ta đó là tình trạng xuất tinh sớm nó được định nghĩa bởi những cái yếu tố liên quan đến nó như sau. Thứ nhất là cái thời gian quan hệ để xuất tinh là nhỏ hơn 1 phút. Thứ hai là không thể kiểm soát được cái việc xuất tinh của mình. Thứ ba đó là ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng xuất tinh sớm đến sức khỏe của các anh nam giới. Và thứ tư là ảnh hưởng của nó đến mối quan hệ của nam giới và bạn tình của mình. Như vậy, trong phần thông tin mà anh Minh đưa ra thì chưa đề cập đến việc là thời gian anh quan hệ bao lâu đã xuất tinh rồi. Tuy nhiên, có 2 thông tin mà chúng ta cần phải quan tâm, đó là trong khoảng 3 lần gần đây, tức là thời gian rất là ngắn thôi, gần đây thôi, đúng không ạ? Và thứ hai, nó đã có những dấu hiệu của xuất tinh sớm rồi. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những dấu hiệu ban đầu, nên việc kết luận bị xuất tinh sớm cũng chưa hẳn là chính xác. Và cái việc mà không chia sẻ của người yêu anh với anh như vậy gây nên một cái tâm lý rất là lo lắng. Ngoài việc thì nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của người nam giới ấy, thì nó còn ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người nam giới như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Khi mà các anh nam giới gặp phải tình trạng xuất tinh sớm thì cái đầu tiên đó là tự ti về bản thân mình. Không phải ngẫu nhiên mà các anh nam giới lại được gắn trong một cái sứ mệnh là phái mạnh, đúng không ạ? Và khi mà gặp phải tình trạng xuất tinh sớm thì cái tự tin của bản thân mình nó nổi lên rất là cao, và các em nghĩ rằng là chết rồi, mình gặp phải tình trạng gì đây mà chưa đến chợ đã hết tiền mất rồi. Đấy là cái tự tin rất là lớn của các em nam giới. Từ đó nó nảy sinh ra một cái vấn đề, đó là người ta e ngại quan hệ tình dục, người ta lo sợ, người ta stress, thậm chí người ta gặp phải những cái chấn thương về tâm lý rất nặng nề, và người ta sợ cuộc sống hôn nhân, sợ cuộc sống gia đình, sợ phải nhìn thấy người mình yêu, sợ phải nhìn thấy thân hình của người mình yêu, vì không có được cái cảm hứng tốt nhất cho anh ấy để tham gia một cái cuộc tình như thế. Dạ vâng, đúng rồi, nó ảnh hưởng tâm lý mà người ngoài nhìn vào thì sẽ không thể thấy được, nhưng đúng mà rồi. Cái bản thân người bệnh thì mới thấu được cái nỗi đau đấy, đúng rồi. Tức là những cái đấy nó tạo thành một cái vòng xoáy, nó dày vò bản thân lương tâm của các anh đấy. Anh ấy nghĩ rằng mình là một cái tội đồ, mình không thể nào mà mang lại cho người vợ hay người yêu của mình một cuộc sống chăn gối như cô ấy mong muốn. Ngoài ra thì một cái yếu tố tác động vô cùng lớn đến tâm lý của các anh đó chính là bạn tình của mình. Nếu như bạn tình của mình là những người hiểu về bệnh lý này, biết chia sẻ, đồng cảm và hỗ trợ bạn tình điều trị thì là điều vô cùng tốt. Nhưng không phải cô gái nào cũng hiểu được vấn đề này. Nhiều cô gái thì đưa ra những cái câu nói có thể là vô tâm thôi, nhưng lại vô tình gây nên những cái chấn thương tâm lý cho bạn tình của mình, những cái trách móc rất là giận hờn thôi, như là anh xuất tinh sớm
anh chưa làm em vui đâu, vân vân. Có thể là chỉ là những cái lời giận yêu thôi, nhưng đối với các anh nó là những cái sang chấn tâm lý rất là nặng nề. Và không những thế, cái việc mà thiếu đi sự chia sẻ, thiếu sự đồng cảm, rồi thì những cái câu trách móc vu vơ như vậy thôi, nó sẽ góp phần làm cho tình trạng yếu sinh lý ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Và nếu như không được thăm khám bởi các chuyên gia cũng như là tìm được cái biện pháp phù hợp cho mình, thì cái tình trạng này nó sẽ ngày càng nặng thêm và ảnh hưởng rất là xấu đến quan hệ của người bạn tình của mình cũng như là với các anh nam giới có yếu sinh lý. Vâng, đúng rồi, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý đúng không ạ? Đúng. Và đấy là những cái tác hại của nó đối với trực tiếp đến tâm lý người bệnh. Vậy thì nó có tác hại như thế nào đến cái sức khỏe của người bệnh thưa bác sĩ? Tình trạng xuất tinh sớm thì thường nó sẽ không diễn ra một mình nó. Nó có thể đi kèm với một số dấu hiệu như là rối loạn cương dương hay là rối loạn về cái cảm xúc tình dục. Do đó thì nó ảnh hưởng ít nhiều đến cái tình trạng sức khỏe của người bệnh, và đặc biệt là việc giảm cái tần số quan hệ của hai vợ chồng, cũng như là tình trạng xuất tinh sớm có thể kèm với tình trạng là tinh dịch của anh ấy không tốt nữa, thì có ảnh hưởng đến tình trạng vô sinh hiếm muộn và mong con của hai vợ chồng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái tình trạng xuất tinh sớm nó không chỉ ở tâm lý mà nó còn có những cái tác động nhất định đến cái vấn đề sức khỏe của các nam giới. Do đó đối với trường hợp như của vị khán giả của chúng ta ở đây, thì ngoài việc mà tìm đến các chuyên gia để nhận được lời khuyên về phương pháp điều trị, thì việc thay đổi những cái thói quen lối sống thường ngày như là lựa chọn thêm một môn thể dục thể thao cho mình, hoặc là sắp xếp cái thời gian biểu phù hợp về việc ăn, ngủ, nghỉ và lao động, học tập cũng là một biện pháp rất là tốt để giúp anh bước đầu cải thiện được những cái tình trạng của mình đang gặp phải. Vâng, và cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ cũng như là cái những lời khuyên rất là chân tình của mình dành cho vị khán giả vừa rồi. Như vậy, theo lời của bác sĩ thì bệnh của anh Trần Năng Minh nó chỉ có những dấu hiệu ban đầu và khá là nhẹ, cho nên anh có thể khắc phục tình trạng này bằng cách xem lại chế độ ăn uống của mình cũng như là có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý hơn. Và chúc anh, thay mặt chương trình thì Thúy Miền chúc anh sớm lấy lại phong độ và luôn tự tin trong chuyện chăn gối của mình. Và để được tư vấn kỹ hơn về các trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy liên hệ theo số hotline 0854 400 102, hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life chúng tôi đến đây cũng đã hết rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thành Luân đã nhận lời mời của chương trình và có mặt tại đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn MC Thúy Miền và cũng gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Vâng, và nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhận thông báo của chúng tôi nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.